Ok, hello, xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh Mọi Người và Vion. Ngày hôm nay mình sẽ chơi trò chơi The Dream nha. Chạy đâu á? Ok, mình sẽ chơi The Dream nha mọi người. Này từ tập 1 nha, mình đã thích video cho mình một like, một share, một cái kênh cho mình nhé. Dream. The Dream. Đó, chắc mày quýnh tao luôn á. Ngồi láo hả mày? Ok, mình sẽ chơi The Dream nha mọi người. Đồ riêng này chạy khá cùi. Ai đang xem nhớ cho mình một like nha mọi người. Ôi mày đâu rồi? Đâu à, mình đang chơi The Dream nha. Ok, nếu ai thích video thì like và share cái kênh cho mình nhé. Ui, nó bồi bồi lên tí rồi. Ui, mày nhớ. Ây da. Mày chưa, anh bồi bồi lắm á. Ui. Rồi, mình hôm nay mình sẽ chơi The Dream thôi nha mọi người. Để xem thằng em mình nó có thể giết được mình không nha. Ok, và nếu mà thằng em giết được mình á thì các bạn muốn mình cho thằng em mình là cái gì nha, thì các bạn hãy cho một like hoặc là bình luận bên dưới cho mình là mình sẽ cho thằng em mình là cái gì nha mọi người. Đúng rồi. Mình nói thật với các bạn nha, mình bờ rộn luôn. Đi ơi, để đi ơi, đứng lại cho tao đánh cái đi. Thôi, giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi. Ôi trời, đau thế. Mày được lắm. Tao chơi rồi lắm. Hơi lắc tí nha mọi người, tại vì kiểu cái nhiều người chơi á, lắc quá. Anh vừa chế tạo xong á. Để xem. Mấy kiểu như dặn mặt chơi mà. Sao sinh tồn được cũng kích dễ vậy? Cho mày đau gỗ, mày có thể dừng lại đau gỗ mà. Ok nha mọi người. Ôi trời, thằng em mình rượt mình kìa. Mình chưa chết xong mày chế tạo nó, mày lo mày đau gỗ đi thì mới sinh tồn chứ tao ăn. Không, tao thể mày luôn luôn tao ở một mình mày mà, luôn luôn tao ở bên cạnh mày luôn á. Thề cái đau gỗ đi. Dừng. Oh no. Are you my friend, Bruce? Rồi các bạn cứ yên tâm đi, mình sẽ không. Ê, dừng, stop. Dừng, tôi chết rồi. Khoan, dừng. Bây giờ mày muốn gì? Mày thua rồi nha, thua rồi. Khoan, bây giờ mày muốn cái gì? Không biết. Không biết, tao hỏi mày, mày cứ muốn cái gì? Muốn gì? Hả? Muốn gì? Mày đứng im không? Khoan, mày kiếm cái thịt đi đó đây. Ok nha, đây là tập 1 thôi nha. Và nếu ai thích video thì like, share cái kênh cho mình nhé. Giờ thì tạm biệt thôi, bye bye.